Cùng với nỗ lực cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin, người dân trên cả nước đang ngày càng được phục vụ tốt hơn với các dịch vụ công trực tuyến. Từ làm chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước, đăng ký giấy khai sinh, đến việc xử lý các thủ tục liên quan đến điện lực, đất đai, hưu trí, y tế. Chỉ cần có máy tính hoặc điện thoại thông minh kết nối Internet, người dân có thể nộp hồ sơ và nhận kết quả ngay tại nhà. Tiết kiệm thời gian, chi phí, đảm bảo môi trường làm việc, công khai, minh bạch. Đó là mục tiêu cốt lõi mà nhiều dịch vụ công trực tuyến đã đạt được trong thời gian qua. Chỉ cần máy tính được nối mạng Internet, mở trình duyệt, gõ website dịchvucong.quangninh.gov.vn, đăng nhập tài khoản, chọn chức năng dịch vụ công, chọn địa phương sinh sống, sau đó chọn thủ tục hành chính cần thực hiện. Với những thao tác đơn giản này, bà Trúc đang thực hiện đăng ký giấy khai sinh cho cháu nhỏ của mình ngay tại nhà. Nếu mà chưa có trực tuyến mà chưa có cái để mà tạo điều kiện cho người dân thì chúng tôi đến là phải gặp trực tuyến là chỗ một cửa, là hai nữa phải giấy tờ kê khai tất cả các cái thủ tục rất là lâu, hai nữa là phải chờ cái kết quả, là cũng có đôi lúc là lãnh đạo còn đi vắng, thế do vậy là cái chữ ký là chúng tôi cũng không được thuận tiện, nên đến bây giờ thì có đã có chữ ký số. Hai nữa là chúng tôi cảm thấy là đến thời điểm trước và thời điểm này thì tôi thấy là trực tuyến là rất là tốt cho bà con nhân dân, thuận lợi của tỉnh Quảng Ninh và với xã An Sinh của chúng tôi nói riêng. Theo bà Trúc, nếu như trước đây khi làm thủ tục hành chính trực tiếp tại Ủy ban Nhân dân xã, thời gian tính từ lúc làm hồ sơ đến lúc nhận kết quả phải mất từ 2 đến 3 ngày. Nhưng khi làm thủ tục qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến thì chỉ sau 30 giây gửi hồ sơ, bà Trúc sẽ nhận được tin nhắn phản hồi từ Trung tâm Hành chính công Quảng Ninh. Và nếu làm thủ tục từ sáng, thì ngay trong ngày, bà sẽ nhận được kết quả tại Ủy ban Nhân dân xã An Sinh, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Qua tin nhắn về đến điện thoại thông minh của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ nhận được cái kết quả mà chúng tôi đã có cái nhu cầu để làm các cái thủ tục. Tin nhắn thì bao gồm là, ví dụ như chúng tôi là làm công tác mà chứng minh thư, hoặc là giấy khai sinh, hoặc là khai tử thì chúng tôi không phải đến ủy ban xã nữa mà chúng tôi trực tuyến luôn, sẽ lấy được trong ngày luôn. Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức cá nhân trên môi trường mạng. Dịch vụ công trực tuyến hiện có 4 mức độ, từ 1 đến 4, trong đó dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người dùng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan tổ chức cung cấp dịch vụ. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí nếu có và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan tổ chức cung cấp dịch vụ. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí nếu có được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng. Hiện Ủy ban Nhân dân xã An Sinh đang cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho người dân, bao gồm các hồ sơ thủ tục về chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước công dân, giấy khai sinh, giấy khai tử và xác định tình hình hôn nhân. Đối với trước kia thì người dân chưa có dịch vụ 3 thì người dân phải photo tất cả giấy liên quan, người dân đi lại thì phải lên đây thì rất mất rất nhiều thời gian. Bây giờ thì mình chỉ gửi trực tiếp qua mạng đến thủ tục giải quyết ở xã này, chỗ bộ phận một cửa thì người dân chỉ cần chụp gửi lại và lên chỗ này, chúng ta đối chứng không phải mất công photo, nó rất là nhanh tiện cho mọi người đỡ công đi lại. Tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, công tác cải cách hành chính áp dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến đã được triển khai đồng bộ từ cấp xã đến thị xã. Anh Hà đang cần làm thủ tục hồ sơ, thẩm tra đất đai của dự án cửa hàng xăng dầu. Thay vì phải đến Trung tâm Hành chính công thị xã Đông Triều để nộp hồ sơ thủ tục hành chính,
thì anh Hà chỉ cần ngồi ở nhà cùng chiếc máy tính kết nối Internet và nộp hồ sơ trực tuyến. Qua fanpage của DCCI Đông Triều, tôi thấy là Trung tâm Hành chính công của thị xã có tổ chức triển khai cho các người dân là nộp hồ sơ qua mạng. Thì nhà đã có sẵn máy tính và máy scan. Thì hôm nay tôi cũng đã thử làm theo hướng dẫn và scan gửi ra phường Đức Chính để chứng thực hồ sơ thẩm tra đất đai của dự án cửa hàng xăng dầu do công ty cổ phần Thanh Tuyền Group đầu tư. Lợi ích của cái việc này tôi thấy rất thuận tiện là được người dân không phải đi lại nhiều, chỉ cần gửi hồ sơ qua mạng, sau đó là có giấy hẹn hạn qua tin nhắn trả lời về thì là đến ngày hẹn thì mình cầm bản chính ra để mình lấy hồ sơ. Không chỉ thuận tiện cho người dân mà việc ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai dịch vụ công trực tuyến còn giảm tối đa áp lực công việc, nâng cao hiệu quả quản lý cho các cơ quan có thẩm quyền. Thay vì là phải in văn bản và trình lãnh đạo ký thì giờ đây thì chúng tôi có thể là chuyển mail, chuyển qua hệ thống phần mềm các văn bản cho các lãnh đạo. Công tác tìm kiếm văn bản cũng đã có khoa học và hiệu quả hơn, đó là chúng tôi có thể tìm trên máy, chuyển cho lãnh đạo để lãnh đạo xem, và qua đó là không làm giảm cái không mất thời gian nhiều. Thứ nhất là giúp cho cái công tác chỉ đạo điều hành chúng tôi được thông suốt, nhanh gọn và đồng bộ từ trên thị xã đến xuống các đơn vị và đến từng đồng chí lãnh đạo, đến từng đồng chí chuyên viên và ngược lại. Cái thứ hai nữa là tiết kiệm cho thị xã rất lớn là cái việc mà về mặt thời gian họp cũng như là kinh phí. Và cái thứ ba nữa là cái tài liệu liên quan. Thậm chí hiện nay chúng tôi họp hiện nay là không cần sử dụng đến văn bản, giấy tờ nữa. Với mục tiêu hiện đại hóa nền hành chính, đảm bảo công khai minh bạch trong giải quyết công việc của người dân thị xã Đông Triều, đặc biệt quan tâm giải quyết thủ tục cho người dân và doanh nghiệp, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính. Tháng 10 năm 2018, Trung tâm Hành chính công thị xã Đông Triều đã triển khai việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, bố trí thêm cán bộ hướng dẫn kê khai, hướng dẫn nhập hồ sơ qua mạng cho công dân. Sau 24 ngày làm hồ sơ nộp qua môi trường mạng để nhận chứng nhận quyền sử dụng đất, bà Ngợi đã nhận được kết quả ngay tại nhà. Chi phí cho việc nhận kết quả thủ tục hành chính tại nhà chỉ hết 26.000 đồng. Tôi thấy như thế là tiện lợi cho gia đình nhà của tôi. Đáng lẽ đây tôi đi đấy có phải là mất bao nhiêu thời gian mà gia đình lại neo đơn người. Thế mà bây giờ các em nó lại đi làm hết. Thế mà hai ông bà già mà thấy này rất là tốt cho gia đình. Tôi thấy là cái dịch vụ qua bưu chính bưu điện này là rất là tiện lợi cho người dân. Vừa có giúp người dân là giảm bớt thời gian đi lại, rất là tiện lợi nhiều. Cán bộ của bưu điện nên là hướng dẫn rất là tận tâm và cũng rất là nhiệt tình, nên là tôi thấy rất là thuận lợi. Trong thời gian qua tôi làm việc thì tôi thấy tất cả các thủ tục đấy rất là thuận lợi, và nếu như mà có vấn đề gì thắc mắc thì tôi có thể gọi điện về Trung tâm Hành chính công Đông Triều để liên hệ với các cán bộ để có thể hỗ trợ tôi rất là nhanh chóng và dễ dàng cho người dân dễ hiểu hơn. Tháng 7 năm 2019, thị xã Đông Triều lại là địa phương đi đầu trong việc thí điểm phân công cán bộ bưu điện trực tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các phường, xã để hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả các giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Hiện bưu điện đang tiếp nhận 37 thủ tục hành chính và trả kết quả tại nhà cho người dân trên địa bàn. Khi tôi làm hồ sơ xong mà có việc không thể đến lấy được thì bưu điện của thị xã Đông Triều sẽ chuyển phát nhanh và gửi về tận nhà cho tôi theo đúng địa chỉ, rất là nhanh chóng. Tại Trung tâm Hành chính công thị xã Đông Triều, từ đầu năm 2022 đến nay, đơn vị này đã tiếp nhận và giải quyết 21.149 hồ sơ cho công dân và doanh nghiệp trên môi trường mạng, đạt hơn 70% tổng số thủ tục hành chính đã tiếp nhận. Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 là 261 trên 275 thủ tục hành chính, đạt 94,91%. Không ngừng nỗ lực ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính,
và cung cấp dịch vụ công từ xa. Thị xã Đông Triều hiện đứng top đầu của tỉnh Quảng Ninh về chỉ số cải cách hành chính. Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước cũng thuộc top đầu của tỉnh này. Hướng đến mục tiêu trở thành thành phố trước năm 2025, thị xã Đông Triều coi cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và cung cấp dịch vụ công qua mạng điện tử là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt để nâng cao chất lượng đời sống cho người dân, từ đó góp phần xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu mục tiêu là thị xã sẽ nâng được cái tỷ lệ mà giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3-4 là lên 6% trong năm 2020. Thì hiện nay vấn đề mà hướng dẫn, tập huấn, tuyên truyền cho người dân để nắm được quy trình cũng như các bước để mà giải quyết cái thủ tục hành chính cho người dân bằng qua môi trường mạng là một vấn đề đặt ra trong năm 2020 mới với phương châm là cầm tay chỉ việc cho người dân. Với những kết quả mà các dịch vụ công trực tuyến đã đạt được, thị xã Đông Triều đã tạo ra sự thông thoáng cởi mở từ bộ máy hành chính. Sự minh bạch thân thiện giữa chính quyền và người dân đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư phát triển trên các lĩnh vực, đưa kinh tế Đông Triều ngày càng bứt phá. Theo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh, đến nay, Cổng Dịch vụ Công tỉnh Quảng Ninh đã cung cấp 1.552 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, đạt 85%. Trong đó, dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là 518, đạt 35,5%. Hoàn thành chỉ tiêu về dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 theo yêu cầu được Chính phủ đưa ra tại Nghị quyết 17 năm 2019 và Nghị quyết 01 năm 2020. Cùng với Quảng Ninh, nhiều tỉnh thành khác trên cả nước cũng đang đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Theo báo cáo của các bộ ngành và địa phương, tính đến hết tháng 8 năm 2020, cả nước đã có 122.523 dịch vụ công. Trong đó, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đã đạt tới 37.600 dịch vụ, chiếm 30,69%. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là 19.496 dịch vụ, chiếm 15,91%. Cái dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ấy, nó chỉ khác cái dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 ở một chỗ thôi. Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thì người dân có thể thanh toán trực tuyến. Thế thì cái việc để thực hiện được việc thanh toán trực tuyến thì các bộ ngành địa phương sẽ phải làm việc với cái đơn vị trung gian thanh toán để người ta chấp nhận kết nối và thanh toán thông qua cái cổng dịch vụ công của bộ ngành địa phương. Thì cái việc đấy nó cũng khá tốn nhiều thời gian. Vì vậy là đối với nhiều bộ ngành địa phương bây giờ là dịch vụ công mới chỉ dừng ở mức 3 là chính, còn đến mức 4 là người dân vẫn phải đến tận nơi để thanh toán.